Yo, hello, what's up, chào anh em nha, chào quay trở lại với channel mình đây, Tiểu Tử Bá Đạo người nha. Xin chào tất cả anh em, một game kiểu ý đại chiến mình đây, Tiểu Tử Bá Đạo bạn. Ok, quay trở lại video ngày hôm nay trước vào video trước anh em xem video về đầu video, anh em xin like và một subscriber ủng channel phát triển nha, cảm ơn anh em rất nhiều. Ok, quay trở lại video ngày hôm nay thì chúng ta tiếp tục hành trình cập nhật quà cáp sự kiện dùng chung mới nhất của game kiểu ý đại chiến anh em. Ui, bữa đêm ngày nào cũng đang nhập nhận được 300 Rio ở đây, ngon nhờ. Thề, ngon rá man anh em. Lại lượm rồi, thế thì hôm nay không cần phải đi mua nữa anh em, tôi đang bảo phải đi mua, bạn thì cần gì đi mua nữa, thừa lên rồi 27k vào việc luôn anh em, nhận quà cho hôm nay cho cháu mèo lên anh em nhá. 180k anh em. Ồ. Tiếp tục các bạn, lên nào. Trời ơi 200 luôn. 207k. Đấy, 207k được chiến anh em, gia tăng thêm được chiến. Thế nào, hôm nay chúng ta có những sự kiện gì hot nào? Ví dụ đó đoạn giờ từ từ anh em, dưới đây từ từ. Úp VIP 120 anh em. Uầy. Ngon nhỉ? Nhẹ nhàng thêm lên được VIP 8 á, ảo thế nhờ. Ô mình không check luôn anh em. Ngon. Nhận quà lên cấp thôi anh em, úp VIP 8 luôn ạ. À. Đúng kiểu game này cày không cũng có quà đấy các bạn. Free đồng hoàng anh em nhá. Free đồng hoàng luôn các bạn, đùa đâu. Ngon lành luôn anh em, mới vào chưa biết thế nào nhưng mà đống đấy rồi, vì thú đang mở rồi. Ok tôi qua đánh giờ của mày no, người tặng nhận nào. Rồi ok gì đây, ok các bạn VIP lên sớm đấy à. Quái nào nhanh đấy nhờ, tôi trả đỉ luôn anh em, ảo thật đấy. Ừ đùa đùa nào, mình cứ thế là lên VIP rồi anh em, thôi không được nên là ngon rồi anh em. Ủa, VIP 8 ừ à, ok nhờ. Cái gì nữa đây, đang đợi mấy gói này đầy là mình nượm luôn anh em. Đó, cứ từ từ. Sự kiện hôm nay như ngày cuối à? Ok các bạn, hôm nay có dương đồ luôn này, lại có dương lên đồ anh em. Sự kiện phúc lợi hôm nay cũng ngày cuối. À chưa chưa. Ô hôm nay đăng nhập tuần mới các bạn. Ô một chuỗi sự kiện đăng nhập mới, lại một đống quà mới. Lại ngon lành anh em. Túi đồ 400. Cái trục này như là trục. À không không phải anh em, cũng không phải ngẫu nhiên các bạn, thì cũng phải tự được tùy chọn, tự từng được quyền tự chọn thì ngon hơn. Rio này, Rio để xem nào, Ninja da căng nhờ, mới vào nghe căng quá các bạn. Ok không lên được nữa. Nhà thủy à, trong túi tôi đang dư hơi nhiều anh em, 12 dương lận, đang băn khoăn không biết úp cho nhà nào. Lấy 12 dương nhà thủy luôn anh em, để lên thêm anh ấy đi kéo map nữa các bạn, đằng nào cũng vậy thôi, lên thêm nhà thủy đi. Ok xem nào, nhà thủy thêm được hai cháu Lizzie này. Ok bạn được đấy, nhà thủy lên được hai cháu này được rồi anh em. Ok vô luôn rồi. Tính ra để Sisu lên anh em nhưng mà thôi, tôi úp anh ấy lên các bạn đây. Đó, cho lên luôn các bạn, thế thôi lên đi. Tính cho Sisu nhưng mà thôi, nên cháu này để còn đi kéo map đồ đấy anh em. Tí mà không thích nữa ném vào đây luôn này các bạn này. Đó, cũng được. Nói chung là hiện tại vẫn đang hỗ trợ nhiều nên là cứ để đấy đã. Ok, nay chúng ta ủy thác xem nào. Phá nhanh. Nhận nhanh. Nhận nhanh, phá nhanh. Ok. Hôm nay chúng ta có vùng đất triệu phú. Ok, đi qua bên fanpage đây anh em. Nãy giờ lòng vòng đây nhiều quá. Có fanpage xem có quà cáp gì không? Ok, các bạn nhận quà năm mới. Thì cái này, đến mùng 5 à. Anh em tranh thủ này. Hôm nay mùng 4 rồi. Ngày cuối này anh em là chuẩn bị hết rồi. Anh em tranh thủ nhận nhá. Một quà. Hôm nay thì chưa có gì đặc biệt mới anh em. Nói chung là đợi ngày mai sự kiện fan cứng nữa thôi. Đó, nên quanh thì hôm nay cũng chưa có gì đặc biệt anh em. Mai em nhận quà fan cứng. Ít có đầu tuần vui vẻ này anh em, là chưa nhập thì tranh thủ nhập. Với cả có đem mừng năm mới này nữa. Đây. Đầu năm mới vui vẻ này, nói chung là quanh vẫn vậy thôi anh em, chưa gì đặc biệt.
Nói lại về game dụng qua qua. Ok, vừa úp tem độ mới anh em, giờ phải ra trận test thử ngay. Ok, ra nào, ngay vào luôn anh em. Dù càng ám vẫn 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 càng nắm, vẫn càng nắm, vẫn càng nắm, càng nắm luôn á. Nhưng không sao á, càng lên mấy thì càng anh em, tôi vẫn có cửa, mình tin rằng mình vẫn có cơ hội anh em. Vô vô nào, càng thì càng anh em, hôm nay đảm bảo vượt map được, hôm nay là đảm bảo vượt map được, đã lâng lên là phải vượt map được anh em. Lại có Rio, cày thêm Rio ra anh em thì mới đi vào vùng đất trục phú được anh em, chứ không tí rớt ra đồ ngon là lại không mua được thì lại còn tiếc nữa anh em. Ây da, kéo map vùng đất trục phú nào. Ok, cho tôi kéo map nha, kéo xong tôi quay anh em coi. Ok anh em lên được 2-3 map lại kẹt các bạn, loanh quanh cứ lại kẹt các bạn, trời ơi. Ở càng nhưng thôi kệ anh em, thêm được ít Rio rồi. Ồ lại được thêm, lại úp được đồ. Miếng nửa, miếng nửa, miếng nửa. Chả nhớ mang cho ai đây anh em. Mấy cái món đấy tính ra nó nhiều quá thì ra tôi cũng chả nhớ được các bạn. Đây, cường hóa thần binh, lên 3 sao. Ồ, hiệu quả nhận HP tăng lên tận đấy à. Ủa, món này bình thường là xem nào, check lại coi anh em. Ô được của nó anh em, cho Kisame vào đây anh em, xác nhận Kisame dùng món này đi. Rồi vùng đất chủ phú các bạn đi nào, tôi vừa xong luôn map 1 anh em, thôi qua luôn đi cho nó nhanh, đánh cũng lâu các bạn, đằng nào cũng vậy, đánh đến boss rồi hốt quà đây anh em, xem có quà cáp gì ngon không, đi đâu này có đồ ngon úp anh em. Ok, suy yếu cái địch này. Rio vào nào, mèo tầng 1, mèo tầng 1 được 2k ấy ngon anh em, được được 2k kia là ngon các bạn. Rồi tới nào, thấy được 2k kia là ổn ổn tí các bạn, ngoài ra thì cũng bình bình thôi, không gì đặc biệt, chưa thấy gì đặc biệt nhiều anh em. Ok, sử thi ngon nhận lên luôn. Alo, thôi kệ anh em, đỡ lên rồi thôi, chứ nhau phải nên món đấy anh em, nên món kia hợp lý hơn, thôi kệ bạn lên rồi thôi. Ok, 2k đấy hay là thôi để qua để lên trên anh em, mình có 3k này, lên trên cũng như gặp được đồ nâng cấp trang bị thì còn mua được anh em, cũng hợp lý, thế đi. Ok, để mod tự quay bạn coi. Ok, bạn mod tầng 2 nào, chiến mod tầng 2 anh em, hạ luôn thì từ tầng 3 anh em, tầng 3 mới chặn ngay đầu tầng 3 là có boss khá mạnh các bạn. À, tôi đánh boss khá mạnh đây luôn. Ok, sang tầng 2 anh em, giữ lại Zio nhá. Đó, sau rồi chính tôi quyết định giữ lại Zio anh em. Ok. Cũng được. Thôi anh em cũng được rồi, thế là cũng được rồi anh em. Mua thêm món cho ấy à. Khó nhỉ, 1k3 này đến anh em, giờ này là được mua được 4k rồi anh em. Nghèo nên cho mèo đi anh em. Thôi cứ lên cho mèo đi anh em, lên cho mèo tính sau ạ. Chưa biết nào, chắc cứ lên cho mèo đi anh em. Khó quá. Ok các bạn. À mà quên không căn đồ bên này mà. Ờ cũng được rồi, rồi. Ok các bạn, nghe được rồi. Đổi. Trang bị vô. Trang bị vô. Đó, đây là cũng ngon rồi anh em. Cường hóa nên nhẹ 2 sao cái được rồi, nó ổn áp ngay anh em. Vượt boss nào. Ok bạn, ván đánh sinh tử đi này. Đó, lại đến cái tầng này anh em.
Ok, ông ăn cháo luôn rồi. Mấy hôm tôi kẹt kẹt đây miết các bạn. Thề qua đây là kiểu gì cũng bị kẹt các bạn. Mấy lần rồi chứ không phải đây lần đầu anh em. Lần nào qua đây là y rằng kẹt lần đấy các bạn. Căng giá mà ăn cái chỗ này luôn. Ok, hôm nay thì có vẻ suôn sẻ hơn tí các bạn. Ừ, mấy hôm qua căng lắm, hôm nay suôn sẻ hơn tí rồi. Nhưng chưa phải là tất cả rồi, anh em lên trên vẫn còn bị nữa. Đây, qua boss xong lên trên lại gặp tướng bên đấy anh em mạnh giá man luôn mà không anh em. Boss thì bình thường thôi, đấy, nhưng mà hồ đầu anh em nhìn này. Ô. À đây rồi, đòn này này anh em may quá. Thế này thì không sao. Hên 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 anh em. Em may có mỗi trận này đánh với tướng 4 5 sao các bạn. Rồi lên dùng nước nào. Đó, thế xong cùng đất chủ phú. Nói chung thì hôm nay quà cáp thì đã chơi gì. Ngày mai thì có sự kiện phản cứng thôi. Còn đâu có một số phần quà gift code nữa anh em chưa nhập thì tranh thủ nhập. Hôm nay thì cũng chưa có đột phá nhiều anh em. Lần mỗi thầy ấy lên được thêm một hai map nữa. Thôi thì mỗi ngày tranh thủ đấy anh em. Mỗi ngày một xíu là cũng ngon rồi. 50 à. Cũng không đủ mì ramen thì rút nhà đi rút ramen phát anh em đâu rồi rút ramen nhưng mà đây tôi bảo tích. Tích thôi anh em chứ rút miết cũng toang. Ok. Rồi, clip này chắc kết thúc rồi nha. Hẹn gặp anh em tiếp theo giờ thì bye bye mọi người.